Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và không có môn thứ tư. Đây là quyết định được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra dựa theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo và cũng là thuận theo kết quả khảo sát trước đó với giáo viên thành phố. Theo đó kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay sẽ chỉ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Bài thi môn Toán và bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 120 phút một bài. Bài thi ngôn ngữ, môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút một bài. Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Trước đó, văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố bất ngờ tổ chức khảo sát lấy ý kiến trực tuyến về số môn thi và lớp 10 công lập. Theo đó, đa số chọn phương án thi 3 môn. Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp kỳ thi này không có môn thứ tư. Trước đó, năm 2020, Hà Nội bỏ môn thi thứ tư do dịch bệnh bùng phát. Năm 2021, Hà Nội trở lại thi 4 môn, sau đó tiếp tục bỏ môn thứ tư trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2022. Trong hai lần thi môn thứ tư, lịch sử đều là môn được chọn. sau khi Hà Nội công bố phương án thi tuyển vào lớp 10. Trên các diễn đàn, các phụ huynh bày tỏ sự vui mừng, thậm chí còn có người cho rằng chút bỏ được gánh nặng áp lực vì từ nay con chỉ cần tập trung học 3 môn chuẩn bị cho kỳ thi thay vì 9 môn như trước. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại cũng có nhiều người cho rằng nhưng môn thi thứ tư là cơ hội để có thể gỡ điểm cho thí sinh. Ở trước đó cũng có nhiều địa phương khác công bố bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10 để giảm tài cho học sinh. Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự, cục an ninh mạng triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định hàng tháng, nhóm người này tham gia đòi nợ thuê từ 141.000 đồng cho đến từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng khách vay. Trước đó, sau thời gian dài theo dõi, trưa ngày 14 tháng 2, hàng chục cảnh sát vũ trang ập vào trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt quả tang gần 130 người có dấu hiệu đòi nợ thuê, thu nhiều tàng vật. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa công ty luật, hợp tác với các ngân hàng, công ty tài chính để xử lý nợ xấu. Sau đó, những người của công ty luật thực hiện các hành vi đòi nợ thuê kiểu xã hội đen, khủng bố tinh thần người nợ tiền như là gọi điện, nhắn tin hăm dọa, đặt bình ga, mang quan tài đến nhà, đe dọa, hù dọa để gây nổ cơ quan của các con nợ hoặc người thân của họ để buộc trả tiền. Hàng tháng, nhóm này lấy tiền công từ 140 đến 240.000 đồng trên một hợp đồng khách vay với ngân hàng, công ty tài chính và tổng số tiền mà các nghi phạm đòi được là gần 1.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong ngày 21 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Tiền Giang và Ban chuyên án. Trong đó nhấn mạnh việc triệt phá vụ án trên là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, phát hiện về phương thức thủ đoạn hoạt động của phạm tội mới. Việc triệt phá chuyên án trên còn giúp ngăn chặn xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, giảm nguy cơ hàng ngàn nạn nhân bị xâm hại. Trước đó vào hồi đầu tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triệt phá ổ nhóm núp bóng công ty luật trách nhiệm hữu hạn Power Law để vu khống đòi nợ. Ừ. Hiện Bộ Y tế chỉ có quy định về sự phân loại các mức ngưỡng nồng độ cồn tương ứng với mức độ biểu hiện ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng theo chuyên môn y tế. Theo đó, mức dưới 0,9 mmol trên lít biểu thị kết quả có nồng độ cồn trong máu, nhưng ở mức nhỏ hơn 50 mg trên 100 ml máu, không đồng nghĩa với cách hiểu cho phép trong máu có cồn dưới 0,5 mg trên ml máu hay coi đó là cồn tự nhiên trong cơ thể. Cũng theo bà Trang, Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định cấm điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và đã áp dụng ổn định trong 10 năm trước khi có luật phòng chống tác hại của rượu, bia được ban hành. Theo cả hai luật này thì người điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở đều là vi phạm Thưa quý vị, hiện nay đang có nhiều tranh cãi cho rằng việc phạt nồng độ cồn từ không của cảnh sát giao thông là cứng nhắc và không hợp lý. Bên cạnh yếu tố về sai số từ thiết bị còn có rất nhiều nguyên nhân khác, từ thực phẩm lên men, thức ăn nhiều đường có thể dẫn đến việc có nồng độ cồn trong máu. Theo thống kê của WHO, trên thế giới hiện chỉ có khoảng 20 nước áp dụng mức giới hạn nồng độ cồn là 0, 0%, cứ có cồn là bị phạt. Và số này phần lớn là ở những nước quốc gia Hồi giáo, những nơi thường cấm buôn bán và tiêu thụ rượu Số ít còn lại là Brazil, Hungary, Paraguay, Romania, Slovakia, Uruguay và Việt Nam. Đa số còn lại là áp dụng vùng xanh khi xử lý nồng độ cồn, nghĩa là dưới mức nhất định thì không bị phạt. Thưa quý vị biết rõ có người chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của mình 314 triệu đồng, nhưng người phụ nữ ở Hà Nội không những không trả lại mà còn cố tình dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can đối với người phụ nữ tham lam này. Cụ thể, ngày hôm nay 22 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trương Thị Vân Anh, sinh năm 1987, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Vào đầu tháng 12 năm 2022, một người phụ nữ ở Đà Nẵng đến chi nhánh ngân hàng để chuyển số tiền 314,5 triệu đồng cho bạn hàng, nhưng chuyển nhầm vào tài khoản của Vân Anh. Sau khi phát hiện, chị này đã đến ngân hàng nơi chuyển tiền nhờ hỗ trợ. Dù được phía ngân hàng và nạn nhân thông báo về việc chuyển nhầm tiền, nhưng Vân Anh vẫn không trả lại mà cố tình chuyển số tiền này sang một tài khoản khác của mình rồi dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Công an đã điều tra, xác minh và đề nghị phong tỏa, thu hồi được số tiền 205 triệu đồng từ tài khoản của Vân Anh để trả lại cho bị hại. Cách đây một tháng, Công an quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố vụ án đối với một người phụ nữ nhận 17 triệu do người khác chuyển nhầm mà không chịu trả. Theo luật thì khi một người vô tình nhận tiền từ người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì phải có trách nhiệm trả lại cho người đã chuyển nhầm. Nếu không xác định được người chuyển nhầm thì phải bàn giao lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu không thì có thể bị quy vào hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Nếu trị giá từ 10 đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt từ 10 đến 50 triệu đồng và phạt đến 2 năm tù.